ngày 6 tháng 11, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Hồ Chí Minh Phan Văn Mãi đã làm việc với Ban Thường vụ Thành ủy thành phố Thủ Đức về công tác giải ngân vốn đầu tư công. Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Hồ Chí Minh Bùi Xuân Cường và đại diện các sở, ngành thành phố Hồ Chí Minh cùng dự, sau khi nghe lãnh đạo Ủy ban Nhân dân thành phố Thủ Đức báo cáo về tình hình giải ngân đầu tư công trên địa bàn, đại diện các sở, ngành đã đóng góp ý kiến và gợi ý các giải pháp để đầu tư công trên địa bàn thành phố Thủ Đức đạt chỉ tiêu đề ra. Phát biểu kết luận, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Hồ Chí Minh Phan Văn Mãi nhấn mạnh, thành phố Thủ Đức và các quận, huyện, sở, ngành phải quán triệt sâu sắc và tổ chức thực hiện có hiệu quả trên tinh thần đợt thi đua cao điểm 60 ngày đêm hoàn thành nhiệm vụ năm 2023, nhất là đầu tư công. Về đầu tư công, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Hồ Chí Minh nhận xét, dù thành phố Thủ Đức giải ngân 9 trên 113 dự án đạt tỷ lệ trên 90% và 31 trên 113 dự án đạt tỷ lệ 100%, song các dự án này có quy mô và tổng vốn 9 tỷ trọng không lớn. Số dự án được giao có vốn lớn, trên 20 tỷ đồng, chiếm tới 91,7% các dự án trên địa bàn. Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Hồ Chí Minh chỉ đạo các sở, ban, ngành, các chủ đầu tư tăng cường phối hợp và kịp thời tháo gỡ các khó khăn để thành phố Thủ Đức thực hiện nhiệm vụ, đồng thời báo Thường trực Ủy ban Nhân dân thành phố Hồ Chí Minh để sớm tháo gỡ vướng mắc.